Chủ tịch Mick Grant bị tố đạo nhái Miss Universe 2022, Mr. Nawaz hết dám vây mặt cà khịa. Đã không xuất hiện thì thôi, thế nhưng mỗi khi Mick Grant tổ chức sự kiện trước công chúng là lại một lần gây tranh cãi chỉ trích. Mới đây, dân tình lại được dịp bàn tán khi nữ chủ tịch Mick Grant Campuchia đạo nhái váy dạ hội của Á hậu Miss Universe 2022. Vừa qua, chủ tịch Mick Grant Campuchia đã tổ chức một sự kiện công bố chủ tịch điều hành mới. Tại sự kiện có cả sự góp mặt của ông Nawaz và bà Teresa. Được biết do sự lùm xùm về tiền bạc nên vị chủ tịch sinh năm 1973 đã quyết định rút lại bản quyền của đơn vị Mohahan Production và trao lại cho HK7 Co. Ltd. quản lý từ năm 2023. Tuy nhiên, dân tình đã phải chú ý khi chủ tịch mới của Miss Grand Campuchia diện chiếc váy có hình dáng y hệt với trang phục dạ hội của Á hậu 1 Miss Universe 2022 Amanda Dudamel đã sử dụng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ vừa qua. Nữ chủ tịch Miss Grand Campuchia khoác lên mình chiếc váy giống đến 90% mẫu đầm dạ hội của mỹ nhân người Venezuela vừa lên ngôi Á hậu 1 Miss Universe 2022. Chiếc váy của Á hậu Amanda Dudamel diện ở đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 là thiết kế đến từ Nidal Nohet, người Venezuela. Đồng thời, anh chàng cũng là người sáng tạo mẫu váy màu xanh lá cho người đẹp trong đêm chung kết. Trang phục dạ hội của Á hậu 1 Miss Universe 2022 được xem là signature của cô trong lịch sử nhan sắc của đấu trường khốc liệt này. Vì vậy, khi chủ tịch Mick Grant Campuchia mặc một thiết kế tương tự, đã bị nhiều người khẳng định bà mặc váy nhái của Amanda Dudamel. Bên lề, hầu hết những fan sắc đẹp lâu năm đều có thể nhớ rõ mâu thuẫn của Mick Grant International và Miss Universe trong nhiều năm qua. Ông Nawaz cũng ngầm khẳng định bản thân sẽ không bao giờ đội trời chung đối với đối thủ sau nhiều lần công khai hạ bệ tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ. Nói phèn lại tự ái nữa, anh Nawaz có thấy mắc cỡ cho giám đốc quốc gia không ta? Ủa trời ơi, Mick Grant nhưng lại rất Miss Universe. Hàng trên mạng và cái kết là đây. Nhìn mẫu váy này nhớ liền tới Amanda lưu trời, nghĩ sao mặt nhái y chang vậy. Nói đến Mick Grant và Miss Universe, fan sắc đẹp không ai là không biết về mối thù của ông Nawaz dành cho cuộc thi nhan sắc đối thủ. Dù Miss Universe chưa từng đã động đến nhưng không ít lần, vị chủ tịch Mick Grant đã đơn phương khiêu chiến bằng những phát ngôn không thiện chí. Thậm chí ông Nawaz còn cà khịa Miss Universe ngay trên sân khấu đêm chung kết Mick Grant International 2022 vừa qua. Ban tổ chức Miss Grand Thái Lan thậm chí còn cấm cửa người đẹp từng thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Cụ thể, ban tổ chức cuộc thi cho biết năm nay, đơn vị không cho phép các thí sinh từng tham dự Miss Universe Thái Lan, Hoa hậu Hoàng Vũ Thái Lan từ năm 2022 trở đi đăng ký thi. Nếu các công ty Hoa hậu và thí sinh của tỉnh, thành phố trên cả nước vi phạm quy chế, ban tổ chức sẽ có hình thức xử phạt. Sau khi cuộc thi Miss Grand International 2022 kết thúc thì số lượng người hâm mộ đấu trường nhan sắc này cũng có sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến có rất nhiều fan sắc đẹp Việt Nam đã quay lưng với Miss Grand sau thái độ của ông Nawaz. Đồng thời cuộc thi đã thu hút thêm nhiều khán giả Campuchia với thành tích của Á hậu Big Verte. Mới đây, Hoa hậu Hòa bình quốc tế Isabella Menin cùng ông Nawaz và bà Teresa đã có chuyến thăm Campuchia. Tại đây, ông Nawaz đã có nhiều lời khen ngợi dành cho người đẹp Campuchia khiến dân tình phải bật cười. Theo đó, ngài chủ tịch Mick Grant International cho biết Á hậu Big Verte không kém cạnh idol K-pop và gọi cô là ngôi sao quốc tế. Những lời khen có cánh của ông Nawaz dành cho Big Verte khiến dân tình không khỏi bật cười, cho rằng những lời khen đầy thảo mai này là để kéo lại lượng follow đã mất khi công tác đến các nước như Việt Nam hay Philippines. Chủ tịch Mick Grant International cũng đều dành những lời khen tương tự. Tuy nhiên, sau lần trở mặt với Việt Nam từ cuộc khẩu chiến, Mr. Nawaz dần khiến fan không còn quá tin tưởng vào những lời khen có cánh của ông. Vừa qua, lượng người theo dõi trên trang chủ của tổ chức này vẫn tiếp tục lao dốc từ 6,5 triệu xuống 3,9 triệu follower và hiện giảm dần đều xuống con số 3,8 triệu người theo dõi.